Mời quý vị cùng đến với phần 2 của cơ sở công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa yêu cầu ngành hải quan và ngành thuế tăng cường các biện pháp quản lý đối với ô tô nhằm tránh tình trạng thất thu ngân sách, mất bình đẳng trong cạnh tranh và tạo ra gian lận thương mại. Theo chỉ đạo này, cơ quan hải quan phải kiểm tra đối chiếu các quy định về tính hợp lệ, mẫu dấu, chữ ký của giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa để làm thủ tục. Trường hợp có nghi vấn thì cần trưng cầu giám định chữ ký, mẫu xuất xứ hàng hóa hoặc gửi văn bản, email trao đổi với nước cấp xuất xứ để xác minh nguồn gốc. Mặt khác, cơ quan hải quan cần kiểm tra mã số khung xe. Trường hợp mã số khung xe có dấu hiệu tẩy xóa, mài mòn, đóng mã số mới thì trưng cầu giám định để xác minh. Riêng đối với ô tô đã thông quan trước ngày 28 tháng 11 2016, thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với trường hợp không xuất trình xuất xứ hàng hóa ở thời điểm nhập khẩu. Ngoài kiểm tra xuất xứ hàng hóa, Bộ Tài chính cũng giao cơ quan hải quan tăng cường quản lý về trị giá tính thuế đối với ô tô nhập khẩu. Hiện ô tô là mặt hàng nóng được doanh nghiệp nhập khẩu sử dụng nhiều chiêu thức để gian lận về thuế, như lợi dụng xe Việt kiều hồi hương, quà biếu tặng hoặc khai báo trị giá thấp, v.v. Cục thuế xuất nhập khẩu cho biết, không cần phải đợi đến năm 2018 khi thuế nhập khẩu ô tô về 30% hay 0%, mà ngay từ năm nay, khi thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN giảm còn 40%, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan đã ùn ùn vào Việt Nam. Tính riêng trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi nửa tỷ đô la Mỹ để nhập 26.800 ô tô từ Thái Lan. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, việc thanh tra xử lý số SIM được kích hoạt sẵn trên thị trường sẽ được tiến hành từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 2016. Trong quá trình thanh tra, các doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý kinh doanh SIM thẻ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Trong đó, mức phạt thấp nhất là từ 2 đến 5 triệu đồng dành cho các đại lý chấp nhận đăng ký thông tin kích hoạt SIM cho khách mà không có giấy chứng minh nhân dân. Và mức phạt cao nhất là từ 10 đến 20 triệu đồng cho hành vi kinh doanh sử dụng SIM đa năng, thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao không cần bẻ SIM. Trước đó, đại diện các nhà mạng cũng đã ký cam kết với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xử lý các SIM kích hoạt sẵn nhằm ngăn chặn tình trạng SIM rác. Các nhà mạng đã xác định được hơn 12 triệu thuê bao di động có dấu hiệu kích hoạt sẵn và đã thực hiện khóa 10,7 triệu SIM kích sẵn. Riêng tại Hà Nội, địa phương này đã thống kê được hơn 15.000 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đề nghị các nhà mạng tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho hơn 12.000 số điện thoại trong tổng số trên. Đi song song với việc áp dụng Nghị định 46 trong việc xử phạt các xe máy không chính chủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xin ý kiến và được Bộ Công an đồng ý từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 sẽ thí điểm kiểm tra xe máy chính chủ bằng thiết bị thông minh. Lãnh đạo thành phố cho biết Hà Nội sẽ cập nhật kho dữ liệu về đăng ký xe máy, sau đó mua sắm thiết bị cho các đội tuần tra. Thay vì phải kiểm tra giấy tờ thủ công gây phiền nhiễu cho nhân dân, thiết bị thông minh với kho cơ sở dữ liệu đăng ký xe máy, dân cư v.v. cho ra kết quả ngay. Như vậy, đây được xem là một giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề mượn xe của người dân khi chủ phương tiện là người trong nhà hoặc là phương tiện di chuyển duy nhất của một gia đình. Ngoài ra, để đáp ứng việc cung cấp cơ sở dữ liệu đăng ký xe máy, điều hành giao thông thông minh, tiến tới xây dựng thành phố thông minh, Hà Nội cũng sẽ xây dựng một trung tâm điều hành điện tử theo mô hình đa chức năng, gồm điều hành giao thông, bảo mật khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, ứng phó khẩn cấp, v.v. Dự kiến trung tâm sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2017. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ giao cho Sở Thông tin Truyền thông từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 trang bị máy tính bảng, smartphone cho lãnh đạo các sở ngành để xử lý công việc chung. Đại diện Cục Thương mại Điện tử Bộ Công Thương cho biết, năm nay ban tổ chức sẽ kiểm soát chặt tình trạng khuyến mại ảo. Trong 280.000 sản phẩm đưa lên hệ thống, sau khi chạy công cụ kiểm tra, đã phát hiện trên 6.000 sản phẩm có giá niêm yết cao hơn thị trường. Số sản phẩm này đã bị loại khỏi chương trình trước khi công bố giá bán chính thức vào ngày thứ Sáu tới. Năm nay, ban tổ chức cũng sẽ gắn nhãn và ưu tiên hiển thị trên trang web với những sản phẩm chính hãng để đảm bảo các sản phẩm này cạnh tranh được về giá bán với các sản phẩm xách tay không rõ nguồn gốc. Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday năm 2016 dự kiến có sự tham gia của hơn 3.000 doanh nghiệp cung cấp hơn 200.000 sản phẩm dịch vụ, gồm thiết bị điện tử, hàng thời trang, đồ dùng gia đình, sách và văn phòng phẩm, v.v. Trong đó, 50.000 sản phẩm khuyến mãi tại Online Friday sẽ được đảm bảo bởi ban tổ chức. Với mức giá lần lượt là 15,99 triệu và 9,99 triệu đồng, MotoZ và MotoZ Play được ra mắt tại Việt Nam cùng với bộ sưu tập phụ kiện nắp lưng MotoMos dễ dàng thay đổi nhằm bổ sung những tính năng cho những trải nghiệm tốt hơn. Trong đợt ra mắt lần này, MotoZ đã cho thấy máy không những mỏng mà còn chắc chắn khi sở hữu thiết kế nguyên khối kim loại. Máy có màn hình AMOLED 5,5 inch, độ phân giải Quad HD, sử dụng trên nền tảng Snapdragon 820 với 4GB RAM và bộ nhớ trong 64GB. Máy có cụm camera 13MP với ống kính khẩu độ f1.8, chống rung quang học và công nghệ led laser, đảm bảo chất lượng chụp đẹp trong mọi điều kiện ánh sáng. Thiết kế mỏng 5,19mm nhưng vẫn giúp máy có thời lượng pin đạt 2600mAh. Trong khi đó, Moto Z Play sở hữu pin dung lượng 3510mAh, hỗ trợ 45 giờ cùng công nghệ sạc nhanh.
Máy cũng sở hữu màn hình AMOLED 5,5 inch với độ phân giải Full HD, sử dụng nền tảng Snapdragon 625 với RAM 3GB. Camera chính của máy có độ phân giải 16MP, ống kính khẩu độ f2.0, cùng khả năng lấy nét bằng laser, quay phim 4K. Là nhà sản xuất smartphone toàn cầu, chúng tôi đem đến những sản phẩm tốt nhất đến với thị trường Việt Nam, bởi đây là một thị trường quan trọng. Đối với sản phẩm Moto Z và Z Play, đây không chỉ là chiếc điện thoại mà còn là cánh cửa giúp người dùng vươn đến những tính năng không giới hạn của smartphone, có thể biến đổi trong tích tắc. Ngoài ra, phần mà chúng tôi tự hào về thiết kế đó chính là mặc dù máy khá mỏng, nhưng do phần vỏ được làm từ nhôm chế tạo máy bay nên rất chắc chắn và rất khó để làm công. Pin của máy cũng là một điểm nhấn đáng chú ý khác với dung lượng lên đến 3.510mAh, giúp máy có khả năng sử dụng đến 45 giờ. Và máy cũng được tích hợp công nghệ mới, giúp người dùng có 8 giờ sử dụng chỉ với 15 phút sạc đối với Moto Z Play. Ngoài ra, Lenovo cũng phân phối tại Việt Nam đầy đủ các MotoMos. Đây là bộ phụ kiện nắp lưng độc đáo có thể dễ dàng gắn kết, giúp cho hai chiếc điện thoại Moto Z và Moto Z Play bổ sung thêm những tính năng giải trí đặc biệt để nâng cao trải nghiệm sử dụng của người dùng. Theo Morgan Stanley, Google có thể thu về 3,8 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ smartphone Pixel trong năm 2017. Tính toán được dựa trên kỳ vọng Google sẽ bán được khoảng 5 đến 6 triệu điện thoại Pixel trong năm sau. Đối với hai sản phẩm này sẽ có giá rẻ nhất là 649 đô la Mỹ và đắt nhất là 869 đô la Mỹ. Các chuyên gia cũng dự báo doanh số Pixel 3 tháng cuối năm 2016 đạt 3 triệu máy, mang về doanh thu 2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, Morgan Stanley cũng ước tính lợi nhuận Pixel đóng góp cho Google bằng một nửa những gì iPhone làm cho Apple, do giá nguyên vật liệu của Pixel cao hơn. Pixel có biên lợi nhuận gộp 22-25% tùy theo từng mẫu, trong khi biên lợi nhuận gộp của iPhone vào khoảng 41%. Dù đã giảm đáng kể so với mức 57,7% của năm 2009, tuy nhiên Google không chỉ thu lợi nhuận từ doanh số của Pixel mà còn từ chính người dùng Android. Người dùng trung bình chi nhiều gấp 3 cho ứng dụng iOS thay vì Android. Sau một vài tính năng của Pixel có thể giúp thu hẹp khoảng cách này, theo các chuyên gia. Sony đã trải qua ngày Black Friday thành công khi có đến hơn 2 triệu máy PlayStation 4 đã được bán ra trên toàn cầu. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục được tăng lên với đợt giảm giá Cyber Monday đang diễn ra. Cùng với thế hệ PlayStation 4 Pro thế hệ mới đã được ra mắt với hỗ trợ độ phân giải 4K, bản PlayStation 4 cũ vẫn đang còn sức nóng, vì thế khi những chiếc máy này giảm giá đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Thống kê này được thực hiện bởi đội nghiên cứu thị trường của hãng game Ubisoft công bố trên Twitter. 2 triệu máy PlayStation 4 được bán trong đợt giảm giá Black Friday cho thấy rằng PlayStation 4 vẫn cực kỳ hút khách, đặc biệt là với phiên bản PlayStation 4 Pro vừa mới ra mắt. Chỉ riêng tại thị trường Anh, PlayStation 4 Pro đã giúp doanh số của PlayStation 4 tăng gấp 3 lần theo thống kê của GfK vào tuần trước. Trong khi đó, đối thủ của Sony là Xbox One thuộc Microsoft cũng cho biết trong ngày Black Friday vừa qua cũng đạt được doanh số cao hơn mong đợi, tuy nhiên hãng không đưa ra con số cụ thể. Giờ cũng tăng 2,8% trong năm nay. Những yếu tố trên đã thúc đẩy sự tự tin của người tiêu dùng và tăng sức mua cho thị trường. Theo đề xuất của công ty quản lý quỹ đầu cơ Elliott Management, tập đoàn điện tử Samsung Electronics nên chia tách thành hai công ty độc lập, một công ty nắm giữ cổ phần và một công ty chịu trách nhiệm sản xuất điều hành. Mặc dù Elliott chỉ giữ 0,6% cổ phần trong tập đoàn, nhưng đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà đầu tư lớn. Trước áp lực của các cổ đông, Samsung mới đây đã tuyên bố sẽ cân nhắc về đề nghị này. Samsung cho biết thêm sẽ mời các cố vấn từ bên ngoài để tham khảo thêm về kế hoạch tái cơ cấu công ty. Việc chia tách tập đoàn được xem như một cách để gia tăng quyền lực cho các cổ đông, đồng thời cũng được xem như là một con đường để gia đình nhà Lee gia tăng quyền kiểm soát của mình lên tập đoàn. Tập đoàn Samsung cũng cho biết sẽ chi trả 50% dòng tiền tự do cho các nhà đầu tư trong năm 2016-2017, đồng thời tăng 36% giá trị mỗi cổ tức trong năm 2016. Những sự cố trong năm 2016 như điện thoại Galaxy Note 7 phát nổ đã khiến lợi nhuận của Samsung rất mạnh. Trước tình trạng đó, các cổ đông liên tục gây áp lực lên tập đoàn để cơ cấu lại các hoạt động của tập đoàn. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử Ấn Độ như Paytm và MobiKwik đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển từ chính sách thay đổi tiền tệ của chính phủ nước này. Cụ thể thì các nhà cung cấp trên đã tăng cường nhiều chiến dịch nhằm thu hút thêm lượng khách hàng với nỗ lực thay đổi nền kinh tế vốn chủ yếu phụ thuộc vào tiền mặt của Ấn Độ. Tuy nhiên, việc khiến các thương nhân hay các khách hàng chuyển đổi hình thức thanh toán truyền thống từ tiền mặt sang hình thức thanh toán điện tử là điều rất khó khăn. Vấn đề mà chúng tôi đối mặt đó chính là chúng tôi không được đào tạo đủ để sử dụng các hình thức thanh toán kỹ thuật số. Một vấn đề nữa là chúng tôi không có smartphone. 65% điện thoại di động ở Ấn Độ chỉ có thể dùng để nhắn tin hay gọi điện. Thực tế thì trong những năm gần đây, doanh số của điện thoại thông minh cũng đã có sự bùng nổ đáng kể. Tuy nhiên, chất lượng Internet thì còn rất trì trệ, đặc biệt là ở những vùng nông thôn. Theo nghiên cứu từ Ấn Độ, 90% giao dịch của nước này được thanh toán bằng tiền mặt,
và hàng triệu người vẫn không có tài khoản ngân hàng. Chính sách ngừng lưu thông một số mệnh giá tiền tệ của chính phủ Ấn Độ đã đem đến các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử nước này một cơ hội lớn. MobiQuick và Paytm đều ghi nhận số lượng thương nhân đăng ký dịch vụ tăng đáng kể từ sau thông báo của chính phủ. Các hãng này đều đặt mục tiêu lớn cho sự phát triển trong những năm tới. Chúng tôi từng đặt mục tiêu 500 triệu người dùng vào năm 2020. Hiện tại chúng tôi đạt mục tiêu này tới năm 2018. Được biết, ngay sau thông báo của chính phủ Ấn Độ, số lượng khách hàng là thương nhân nhỏ đăng ký dịch vụ của Paytm đã tăng gấp đôi, lên mức 1,5 triệu tài khoản. Vừa rồi là chuyên mục công nghệ tuần qua, sau đây là nội dung chính trong phần tiếp theo.